tổ nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sáng ngày 17 tháng 1 huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã trang trọng tổ chức lễ dân hương và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Tham dự buổi lễ có bí thư huyện ủy Phạm Đăng Lực, phó bí thư thường trực huyện ủy Hà Văn Ca, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Hồng cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị của huyện cùng các xã thị trấn trên địa bàn. Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội tiếp đó các đồng chí lãnh đạo huyện các phòng ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang của huyện và quần chúng nhân dân tiến hành dân hoa dân hương lên đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ để xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện lang chánh nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết tập trung trí tuệ và nguồn lực phát huy sức mạnh toàn dân quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân xây dựng huyện lang chánh ngày càng phát triển vững mạnh đồng thời quan tâm chăm lo hơn nữa tới đối tượng chính sách gia đình người có công với cách mạng giữ chọn đạo lý uống nước nhớ nguồn lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ vào dịp tết nguyên đán được lãnh đạo huyện lang chánh tổ chức thường niên với ý nghĩa tưởng nhớ tri ân sâu sắc đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đồng chí và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa